Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, Quốc hội thảo luận về các dự án xây dựng quan trọng của quốc gia. Về 3 dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Biên Hòa Vũng Tàu, Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, các đại biểu khẳng định sự cần thiết đầu tư các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế của vùng Tây Nguyên, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia nói chung và các vùng Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài 53,7 km, dự án đường cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột dài 117,5 km, dự án đường cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng dài 188,2 km. Các dự án đều được đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe, riêng dự án Biên Hòa Vũng Tàu có quy mô 4 đến 6 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư 3 dự án này khoảng 84.463 tỷ đồng. Chính phủ đã xây dựng một số cơ chế chính sách đặc thù và nếu được áp dụng, dự kiến tiến độ các dự án như sau: chuẩn bị đầu tư năm 2022, khởi công năm 2023, dự án Biên Hòa Vũng Tàu cơ bản hoàn thành năm 2025, dự án Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng cơ bản hoàn thành một số đoạn có lưu lượng lớn năm 2025 và toàn tuyến năm 2026. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đồng tình thống nhất cao chủ trương xây dựng 3 dự án cao tốc và đề nghị quan tâm đầu tư các cảng, đường để kết nối giao thông tốt hơn. Về hình thức đầu tư, các đại biểu cho rằng việc đầu tư đối tác công tư TPP là giải pháp hiệu quả khi nguồn vốn đang khó khăn. Đây cũng là một cái để chúng ta đáp ứng được trong cái nguồn lực, kể cả ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và cái nguồn lực tư nhân, làm sao mà chúng ta cùng phối hợp để tạo ra được một cái sức mạnh, huy động cái nguồn lực để phát triển các cái tuyến đường cao tốc. Trong khi cái vốn đầu tư rất là lớn thì chúng tôi nghĩ đây là một cái giải pháp hoàn toàn đúng đắn. Và để mà làm sao đảm bảo cái tính hiệu quả trong vấn đề huy động vốn để triển khai các dự án đường này. Về áp dụng cơ chế chính sách đặc thù đẩy nhanh tiến độ của các dự án, đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cho 3 dự án cao tốc đặc biệt quan trọng, đại biểu Nguyễn Danh Tú nêu quan điểm. Đúng là để phục hồi phát triển kinh tế và thúc đẩy hoàn thành các dự án đường cao tốc thì cần áp dụng cơ chế đặc thù, tôi nhất trí. Tuy nhiên là việc chúng ta áp dụng các cơ chế đặc thù này theo tôi cũng cần phải đánh giá tổng kết xem là việc áp dụng các cơ chế đặc thù này như nào, là bên cạnh việc áp dụng các cơ chế đặc thù này cho cần được thế kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm tra để đảm bảo rằng là sau này khi hoàn thành cái dự án đường cao tốc này thì các cơ chế đặc thù này được áp dụng đúng chính xác, tránh các cái sai sót có thể xảy ra. Cho ý kiến vào dự án các công trình trọng điểm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh các công trình đã được áp dụng nhiều cơ chế đặc thù thì vấn đề đặt ra là phải cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm giải trình và trách nhiệm người đứng đầu. Nghị định 28 ngày 2022 của Chính phủ mới được ban hành ngày 26 tháng 4, quy định cụ thể về chính sách tín dụng ưu đãi dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị định được kỳ vọng là sẽ tạo ra bước đột phá nhằm phát triển kinh tế xã hội và giải quyết khó khăn của vùng miền núi. Nhiều năm qua, chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước dành cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số đã đáp ứng nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo của bà con nơi đây. Nghị định 28 được kỳ vọng sẽ khắc phục được các tồn tại trước đây của những chương trình tín dụng đã có về thời hạn, lãi suất, số tiền và điều kiện được vay. Triển khai nghị định này thì có hai cái chương trình rất là quan trọng và rất mới, đó là chương trình cho vay trồng dược liệu ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay để phát triển cái chuỗi giá trị để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc là sử dụng cái lực lượng lao động mà của người dân tộc, của đồng bào thiểu số với cái số lượng trên 50%. Nghị định 28 có những chính sách tín dụng rất ưu đãi với thời hạn cho vay dài, điều kiện vay đơn giản, nhanh gọn, mức vay lớn thấp nhất từ 40 triệu đồng lên đến 2 tỷ đồng, mỗi khách hàng tối đa lên đến 96 tỷ đồng đối với dự án vùng trồng dược liệu quý.